Mặc thêm chút, lạnh không? Không lạnh mà còn nhiều hơn cả chị nữa đó. Chế Tắc Hương. Chào anh, Chế Tắc Hương. Chế Tắc Hương. Tử Đồng. Chế Tắc Hương. Cô thấy sao? Rất tốt, gần đây nhiều phim hành động vất vả rồi. Đúng là lợi thế, chẳng phải điều vậy sao? Chị nghe điện thoại, chị cứ đi nghe đi. Alo. Đừng gây rắc rối. Nói với tôi cần bắt, tôi muốn khớp thoại với cô ấy. Đi đi. Chị cần bắt, chị Tử Đồng muốn khớp thoại với chị. Được, đưa kịch bản cho tôi. Vừa nãy em đã gạch sẵn cho chị rồi. Bắt bắt, chút nữa chị phải đi ra ngoài một chút. Chị cứ đi làm việc đi, em ở đây cũng làm được mà. Được, cẩn thận một chút, chị yên tâm đi. Chị Tử Đồng, chị cần bắt đến rồi. Tôi có hơi cảm cúm, cũng khá nặng. Sự lây sang cô, hay là cô đứng ở bên ngoài đi. Được. Kịch bản tôi đã sửa chút, cô nhìn đi. Được rồi. Cô cũng có ngày hôm nay sao? Hưởng thụ nỗi khổ mà tôi từng nếm trải đi. Lạnh quá. Chẳng phải đã nói là không lên sao? Không sao, tôi cũng không chê cô sẽ lây cảm cho tôi. Nhưng tôi chê ghét cô. Cái gì? Tôi cần bắt. Cô dựa vào cái gì? Vì cô may mắn sao? Ai cũng phải vây quanh cô. Ai cũng phải hy sinh vì cô. Cô tưởng cô là ai? Cô có từng chịu khổ không? Cô có từng cố gắng quay phim như tôi không? Dốc sức như tôi không? Người như cô dựa vào cái gì mà thành công? Cô như vậy cái gì mà tài? Cô là gì tự do dĩ? Chị và anh ta không hề có gì cả. Tôi đương nhiên biết chị và anh ta không có quan hệ gì. Nhưng nếu chị và anh ta không có gì, chị và anh ta cũng chịu vì cô dốc hết sức mình. Mà một người nguyện vì anh ta trả giá tẻ như tôi, trong mắt anh ấy lại thành ra trò cười. Chị cút đi. Chị cút ra ngoài cho tôi. Cút đi. Cao Tử Đồng, sao chị còn chưa tới nữa? Đúng vậy, để đợi 2 tiếng rồi đó. Cô Cao tới rồi kìa. Cô Cao, chị Tử Đồng, đạo diễn Triệu, tôi có thay đổi kịch bản một chút. Cô Cao, Cao thế này, hai người là kẻ địch thời sinh, giả lại cô ấy còn là bót phản diện cuối cùng. Lần đầu tiên gặp mặt, đã bị cô đạp dưới chân đánh một trận như vậy, còn không thể trở tay. Cái này hơi quá bất hợp lý rồi đó. Tôi thấy rất hợp lý. Tôi là nữ thần thám, đại diện cho chính nghĩa. Xem tôi đạp nữ phụ ác đột với chân thành hạ một trận. Người xem nhìn thấy chẳng lẽ không thích sao? Nhưng mà từ góc độ kịch bản thì đúng là rất thích. Nhưng cái này là lần đầu hai người gặp nhau. Lần đầu tiên đó, cô làm như vậy phần sau tôi không biết viết sao nữa. Thì tìm biên kịch đi. Tìm không được tôi tìm cho. Đây, đừng đóng vội. Đạo diễn, Cao Tử Đồng này đang rất hot. Bên đầu tư cũng đã chịu cô ta. Anh cứ nhìn chút đi. Không phải chỉ là công việc thôi sao? Không phải là công việc, anh phải thay đổi sao? Cho tôi cũng bắt chịu diễn mới được. Không sao đâu, đạo diễn. Tôi diễn. Lại. Hóa ra là cô. Sao cô biết?
Xin thương trị cô thế nào? Gắt. Ai nói tắt vậy? Anh cả, đẹp trai quá. Anh là ai hả? Dựa vào đâu mà anh hôn lung tung ở đây? Anh ấy quen chị Căn Bắc kìa. Em dâu không sao chứ? Sao anh lại đến đây? Để tôi giới thiệu cho mọi người biết. Chị đây là chủ tịch Châu của tập đoàn Hạo Hãn, cũng là nhà đầu tư cho hạng mục người đi tìm bằng chứng. Mọi người vỗ tay cho mừng anh ấy nào. Nhà đầu tư đó, hóa ra anh ấy chính là ông chủ thần bí đứng đằng sau. Nghe nói điện ảnh chỉ có một phần nhỏ của tập đoàn Hảo Hãn. Anh ấy ít khi đến hiện trường xem. Không biết vì sao hôm nay lại đến đây. Xem ra sắp có chuyện rồi. Các vị, tập đoàn Hảo Hãn của chúng tôi sẽ luôn ủng hộ hạng mục này như trước. Hơn nữa, tôi sẽ tăng cường đầu tư, dốc toàn lực cho phim Người Truy Tìm Bằng Chứng trở thành một tuyệt phẩm. Quá tốt rồi. Vậy cảm ơn Châu Tổng. Không cần cảm ơn tôi, bởi vì tất cả những chuyện này đã không còn liên quan đến cô. Tôi tuyên bố, cô Cao Tự Đồng vì không làm tròn chức trách nên bị hủy bỏ tư cách diễn viên chính, lập tức có hiệu lực. Anh dựa vào đâu mà cắt giai tôi? Bởi vì phẩm hạnh của cô đều không đạt. Lực cười, phẩm hạnh không đạt. Anh chụp mẫu cho tôi vừa thôi. Không phải là muốn đuổi tôi đi sao? Tôi đi cũng được. Nhưng mấy người phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, không thành vấn đề. Phải đền bao nhiêu thì đền bấy nhiêu. Nhưng bây giờ mời cô rời đi ngay lập tức. Đi thì đi. Loại phim bỏ đi này tôi chẳng thèm quay. Bên ngoài đầy người đến cầu xin tôi. Tôi càng bắt coi như cô độc ác. Hai ta cứ đợi mà xem. Tử Đông, cuối cùng cũng đi rồi. Căn Bắc, còn chuyện gì cần anh giúp nữa không? Không có ạ. Nhưng mà anh cả, trực tiếp đuổi Cao Tử Đồng như vậy liệu có bất công với cô ấy không? Căn Bắc, em quá lương thiện rồi. Em có biết không? Thực ra có rất nhiều chuyện của em đều do cô ta gây nên. Chuyện gì? Lần này cố tình giới thiệu em đóng nữ phụ, cũng là để có thể làm nhục em tại phim trường. Còn cả cái video tạo nên hiểu lầm giữa em và Thời Uẩn cũng là cô ta đăng lên. Thậm chí trước đó nói em tung tin xấu về cô ta cũng là do cô ta thuê người làm. Còn có chuyện này nữa sao? Thế giới này thực ra hoàn toàn không đơn thuần như em nghĩ đâu. Những người có tâm địa đen tối cũng chỉ có thể mãi mãi trốn trong đen tối tĩnh mịch. Nhưng mà anh cả, tại sao anh lại biết những chuyện này? Với tại sao lại đi điều tra? Thực ra những chuyện này đều không phải là anh điều tra. Anh không làm gì cả, bao gồm cả hôm nay cũng nghe người khác sắp xếp ra mặt mà thôi. Vậy
Anh Thủy, anh đang bận sao? Anh Thủy, gần đây em khá rảnh, có thể cho em chút việc không? Việc của em anh không giúp được. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Em đã làm sai chuyện gì sao? Chuyện tốt em làm đó. Họ Triệu này cần giết em đổi kịch bản bừa bãi, tức giận lung tung, không tôn trọng người khác. Rõ ràng là nói lung tung. Định nói lung tung sao? Tiếng ác của em đã truyền ra xa rồi, em biết chưa? Bây giờ không còn đạo diễn nào muốn hợp tác với em nữa, em hiểu không? Sao có thể như vậy được? Từ bây giờ tôi đã không giúp được gì cho cô rồi. Tự mình lo liệu đi.